Lời đầu tiên cho phép Trương Bảo Như chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Em bé của Như thì hiện nay là được 7 tuổi. Những cái điều mà trải qua khi mà quá trình mang thai và làm mẹ thì đối với Trương Bảo Như giống như là mới đây thôi. Thả lần dính luôn. Trời hay quá. Ôi, bách phát, bách trúng. Biết sao tại thả lần dính luôn. Phải nói kỹ là tại vì lúc đấy là hai nhà Tết thì có bà con về nên hai vợ chồng phải dời phòng ngủ đi qua một cái phòng ngủ khác. Thì nhân dịp là đổi phòng ngủ. Đổi vậy là không được là đổi phong thủy đó. Đó thì đó, nhân dịp đổi phòng ngủ nên thôi nên quyết định có em bé luôn. Dạ thì đó, đổi phòng ngủ một lần xong là có luôn. Vậy là thưa với quý vị, hôm nay chúng ta lại có thêm một bí kíp để chúng ta có thể có bầu một cách nhanh chóng, đó là đổi phòng ngủ. Đúng, nhưng mà chị đang nghĩ tới cái cảnh mà nhà chỉ có một cái phòng thôi á. Ra phòng khách chị, ra phòng khách chị. Không, đổi ra khách sạn. Cũng đó, đổi ra khách sạn là, đúng rồi, nó có tạo sự hưng phấn hay sao. Chính xác, dạ, chính xác. Nhưng mà nói chung á là nếu như quý vị chọn cách này thì nhớ coi hướng rồi đặt ra bàn đồ như cái gì. Thực ra nó cũng hên xui lắm. Lúc đó em cũng nôn đâu được khoảng 2-3 tuần là em đã tự đi mua que thử rồi. Có nghĩa mình có linh cảm của cái lần đó luôn á. Dạ không, mà em nôn á, tự đi mua que thử thì không có. Thì qua tuần thứ tư, thứ năm gì đó em thấy á, cái lông mày của em á, tự nhiên em mỗi lần vẽ lông mày thì bình thường nó xoắn 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 lại hết. Cái em nhớ như ai kể với em là lông mày xoắn là có bầu á. Ủa? Lông mày xoắn là có bầu á. Ủa? Thế, em nhớ là ai tự nhiên bây giờ em chỉ làm như là em đang chuẩn bị có bầu vậy đó. Chị quên hả chị, mà dòm lan thì nó sai trái không? Ủa khoan, nhưng mà trước đó là lông mày em không có như vậy. Dạ không, đúng rồi, tự nhiên nó mới lại lông mày nó mình xoắn xoắn. Mình tả kỹ cái đoạn xoắn đi nè, để biết đâu ngày mai có rất nhiều bạn ngồi vẽ lông mày sẽ kiểm tra cái nét xoắn của lông mày. Dạ thì á, có cái thì giống như bình thường ở cái đuôi đi thì là nó ngục xuôi xuống đúng không, thì nó dính lên. Còn những ở cái phần đầu lông mày em thì nó xoắn như xoắn ốc á. Em thấy lạ lắm mà em cứ chải phút một hồi sau thì lại như thế. Thật ra lần đầu tiên mình nghe cái này nha quý vị. Lần đầu tiên mình có thể kết nối giữa cái chuyện lông mày và có bầu. Cũng rất là thú vị. Dạ, đúng là như giống như là nó cơ địa nó thay đổi sao đó. Thì em mới đi mua que thử và đúng là em lên 2 vạch luôn. Oh yeah. Em nói mừng quá. Thì á, vừa nói xong là em còn nói với chồng em lòng thai. Trời ơi, em vừa dứt lời xong em trượt té một cái tách luôn. Té trước cửa phòng luôn. Mà té rất nặng luôn. Lúc đó là em bắt đầu em sợ, em căng thẳng, em nói chết rồi. Bây giờ là mình thấy tại vì tự nhiên trượt chân té xong mình nói em sợ lắm, mấy ngày sau là em tự làm em theo dõi coi như thế nào thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà từ lúc đó trong lòng là dặn bản thân mình là phải cẩn thận lại, tại vì giờ mình không có nhí nhảnh nữa, mình đã là bắt đầu có em bé trong bụng rồi, mình không có thường mà tung tăng như trước nữa. Cái quá trình mang thai thì ôi trời ơi, em ngán kinh khủng ngán. Em ngán 6 tháng rưỡi. Em ngán kinh khủng luôn mà. Em nói chỉ cần mà ai nói cơm tấm hay là hủ tiếu Nam Giang là tự động em vô. Toilet em bê. Mà tức là em ói hình ảnh, nó ói hình ảnh. Có nghĩa là tự động đâu á, em nghe một cái mùi. Có nghĩa em đi từ xa chồng em chở mà em thấy cái chữ là hủ tiếu Nam Giang. Là nghe mùi. Dạ, nó sập vô cái mùi. Mà em không ngán, em không ngán cá. Em ngán thịt heo, em ngán mùi thịt heo em chịu không nổi. Và hả, coi như bình thường ăn thịt heo không sao, mà chỉ nghĩ đến thịt heo là trời ơi. Mà em ngán em ói to lắm, em ói không có kiềm chế được luôn á. Ói xấu hổ luôn. Có cái đợt là em đi vào một cái công ty á, là mình đã thấy mình muốn ói rồi. Mình nôn, mình ráng mình kìm cái cơn nôn lại. Thì mình thấy trong toilet không có ai hết. Mình đợi ra hết rồi mình mở cửa toilet nữ không có ai hết. Thì mình mới đi vô là coi như là mình một cõi. Coi như là lá thì coi như là bật cái cơn nó thế nào mình xả hết biết. Xong mình đi ra thì có một bạn biết mình đứng đó. Anh người Huế. Chú cha, em ỏi chí mẹ em gọi ghế rửa he. Chú cha, em ỏi chí mẹ em gọi ghế rửa he. Là quán mà bên toilet nam người ta chịu không nổi. Và em nôn tới mức mà có một lần em nhận một chương trình là MC. Trời ơi, tới ngày mai quay, ngày hôm nay em nôn mà xuất huyết mắt luôn. Da mặt của em là lấm tấm những cái đường huyết nhỏ, còn con mắt của em là nó xuất huyết, tròng trắng của em là nổi vân đỏ, vân đỏ. Và mấy ngày sau nó lan thành một cục máu, coi như là em không thấy cái tròng đen luôn, có nghĩa là không thấy tròng trắng luôn, chỉ có tròng đen và đỏ luôn. Thì em phải nhờ người khác làm MC luôn, phải hủy chương trình luôn vì mắt lên như một bên là toàn màu đỏ với màu đen thôi. Nôn tới cỡ đó đó. Có cảm giác mình làm ca sĩ mình nôn á quý vị, mình cũng phải rất là style luyện thanh hay sao. Nói chứ chuyện đó không vui đâu nha quý vị. Mệt dữ lắm. Trong những cái trường hợp mà những cái cơn nôn đó mà nó quá đà, thực ra là người ta rất là lo ảnh hưởng tới thai nhi. Bởi vì rõ ràng đó là sự hoạt động của thành bụng mà, của cơ bụng. Cho nên là cũng kinh khủng thật.
lúc đó là em thì không ăn gì được hết mà em chỉ uống sữa, trộm vía em bé lại lên cân tốt. Em đẻ em bé là được gần 3,595 kg. Em nghén cho tới mấy tháng? Em nghén 6,5 tháng. Rồi đến cái lúc mà em gần sinh con khoảng 2 tuần cuối thì tự nhiên em lại nghén lại. Tuyệt đời lắm, em ăn cũng được luôn. Em nghén quá thì em nghe mọi người bảo là mình bước qua cái người đó, người đó nghén giùm mình đúng không? Dạ đúng. Xong rồi, mà em thì không biết, người ta dặn là không có nói cái điều đó ra. Đúng rồi, cái em thì tâm tình với ảnh. Dạ em tâm tình ảnh, nhưng mà xong mấy bữa sau mới quyết định anh chịu hết nổi thôi, cho em bước người qua đi. Anh cái ông nằm thì em ơi anh xin em đừng làm điều đó. Em ơi anh xin em đừng làm điều đó. Chồng em nằm mà giống như là ảnh nằm mà anh dịch ảnh nằm trên em còn chuẩn bị bước qua để em xuống. Em thấy em kiểu không thể tả được cho cái gì, kiểu không nói được nhưng mà rất kiểu dạ đúng rồi. Mà ổng thấy gì anh xin em được làm điều đó, sao em bước qua bước lại cũng ổng như thương. Thành ra đôi khi chị nghĩ thường các anh chồng cũng hay bị mất ngủ á, không dám ngủ. Sợ mình đang ngủ á giờ. Dạ đúng rồi, đúng rồi, sợ bị bước. Sau cái chương trình này điều này càng vững chắc hơn nữa, đó là vợ mang bầu nhưng chồng mất ngủ. Em còn có những cái sự thay đổi nào khác hay không? Mặt lại nổi mụn, mà mụn không có nổi nhiều. Nổi nhưng như mụn ẩn, mụn ẩn, nhưng mà mũi thì nở rất là to. Và đến nỗi mà các bạn em bảo tao chưa thấy đứa nào bầu sống như mày. Em không có một cái hình nào bầu luôn á, coi như là thời gian bầu em không dám chụp hình bầu. Ôi bây giờ em xem bao nhiêu bà mẹ là đi chụp hình bầu kỷ niệm, nhưng mà em là không có một tấm hình là chấp nhận. Chứ giờ biết sao giờ. À có điều là em hay quên là mình có bầu. Em hay quên là mình có bầu. Ông con bé này nó hay quá ta. Có những cái niềm quên nó ngộ nghĩnh quá. Trước về sở thích đi, em có một cái sở thích là đọc truyện ngôn tình. Đôi khi đọc mấy tác phẩm hay quá chứ nước mắt vàng giũa khóc. Ông chồng không biết chuyện gì mở cửa ra hỏi chuyện gì em. Chuyện hay quá rồi, xúc động khóc. Ông bao nhiêu lần lên tìm với tìm mà là không biết chuyện gì hết. Không biết tôi có làm gì sai hay không, không biết tôi có sơ suất cái gì hay không. Nhưng mà bà ngồi bà khóc như mưa vậy. Làm chồng em chắc em cũng không, làm chồng em chắc bất an lắm thôi. Em cũng em giờ nghĩ lại thì cũng đáng rồi. Nhưng mà thôi, nhưng mà ổng cũng có nhiều đợt cho em sóng gió lắm đó chị. Thôi em kể trước là cái vụ mà em hay quên đi. Bác sĩ dặn là đặc biệt là quên có bầu nha quý vị. Đó là tháng thứ 5 này nè, em để ý nha, là em bé sẽ đạp. Để ý em bé sẽ đạp trong bụng. Thì hôm bữa đó là đợt về, đi về tháng về xong 1-2 ngày sau thì em mới ăn cơm xong. Khi tự nhiên em đang đứng kia nghe đạp trong bụng. Cái xong rồi em còn nghĩ sao lại lâu hơn mình không uống thuốc sử dụng. Trời ơi em quên mất. Cái xong một bụt nữa em kêu khi chồng em bước lên, anh ơi trong bụng em nó kỳ lắm anh, nó có cái tiếng gì kêu bụt bụt hay là em ăn hổng tiêu hay là sao ta. Cái xong em ngồi cái xong bụt bụt nghe nữa, cái đá cái nữa kia mới nói à nhớ rồi, con đạp anh ơi, bác sĩ ra nói là tuần này con đạp. Thì em mới nhớ ra là bác sĩ nói trong khám trong tuần này là con đạp, thì em mới biết ra là thì đó là coi con đạp. Từ đó thì sao, cứ mỗi lần con đạp thì em cho áp tai vào nghe vậy đó. Chỗ nhưng mà có những cái vụ án với chồng em trong lúc mang thai mệt mỏi lắm chị. Sao nè, mình bây giờ mình có hai bữa nay mình được kể hết. Dạ kể nha. Trời ơi em mà hai chuyên gia bóc phốt chồng em trên mạng mà chưa bao giờ bóc phốt trên sóng truyền hình rộng rãi như vậy nên em mừng lắm, em đô được tới số này lắm. Nói em là em ơi có bầu mà em suốt ngày em đọc chuyện em coi chuyện buồn không có được, con mình nó không có vui vẻ. Em nghe nhạc đi, em nghe nhạc cho con mình nó cảm thụ âm nhạc, không hay nói gì mà cảm thụ âm nhạc. Tại vì ổng là làm nhạc, cái em cũng cho nghe. Em cho nghe nhạc bằng kiều. Em cho nghe nhạc tình không à. Em cho nghe nhạc gì kỳ, em phải cho nghe nhạc mấy cái nhạc như là Mozart, Beethoven đồ đó, kiểu là phải nghe nhạc bắt học lên một xíu. Cái mấy nhạc đó em không có nghe thường xuyên, bây giờ anh có mình đưa em đi. Nói là anh đưa quyền cho ổng cứng mà. Nói em chép vô iPad nghe đi. Thì mình mở cái ba ổ cứng mình cắm vô laptop rồi mình để mình cắm vô mình sạch hoài không thấy có cái, không hề có cái file music nào hết. Ông nói lưu trong cái file my music mà em không thấy có cái file my music nào hết. Em chỉ thấy có cái file my picture thôi. Ôi giời ơi em mở ra nhạc trọng. Dạ không, hình với người yêu cũ. Em đã được yêu đồ. Chị ơi ôm nhau hôn nhau cổng nhau lên đảo biển y xèo đủ thứ hết. Ơ cái gì thế này. Trời ơi tại sao anh có thể giao. Tại sao có thể giao trứng cho được cái, được cái là không nhớ cái này. Được cái là không nhớ. Dạ, cái xong rồi em cũng ồ nhạc hay quá Hoàng ơi qua đây. Cái ổng kia qua ổng xong ổng đứng lên mặt ổng nè. Ổng này đâu ta. Nè ổng nhớ. Cái nó ổng nhớ. Nhạc đâu. Cái nó ủa anh nhớ chép nhạc vô đây mà. Cái nó trời ơi được quá, tôi đang mang bầu mà ông còn tra tấn tinh thần tôi như vậy nữa, giống bộ em nói vậy. Chứ em thì em không có ghen. Cái gì quá khứ thôi vậy cũng ghẹo không. Đây là lật đật đi xóa. Rồi
chuyện gì nữa? Một đợt nữa là hai đợt. Đợt nữa em mới bắt đầu ngán thôi, là bắt đầu bầu ngán thì ổng vô tư mà không nghĩ là em ngán, không có cảm giác, đây không có trải qua, không biết là cơn ngán của người phụ nữ mang thai như thế nào. À, nói đi tập bên nhạc xong thì nói đi ăn với Ben một tí xíu, rồi anh sẽ mua đồ ăn về cho em ăn. Thì mình cũng ngán mình ăn không được, nó thôi anh về lúc nào thì cho em ăn lúc đó. Thì cái sự chờ đợi của em tới 3 giờ sáng. Đi tới 3 giờ sáng rồi chị. Một chút xíu. Dạ, đâu là tập xong từ 2 giờ rưỡi trưa đó chị. Tới 3 giờ cái khái niệm một chút xíu nó vô chừng lắm như vậy. Chị 8 giờ em hỏi anh có tính cho em ăn không? Có anh về. Về tới 3 giờ sáng. Xong á, tại vì có anh bạn này vô, xong rồi bọn anh lại phải đi qua quán này. Xong rồi hả, cái quán này nó đóng cửa, đi qua quán này, trời ơi, nhậu quán đóng cửa đi quán khác nữa chị. Em nói thiệt luôn á, sẵn đây chương trình em nói thiệt luôn đó. Mọi người hay bảo ai chị em phụ nữ mình là đàn bà đi buôn dưa lê đi tám, mà thật sự em nói đàn ông mới dễ sợ đó. Ông mà nhậu không biết đường về luôn. Đến một cái đợt em vẫn đi hát nha, đến 6 tháng rưỡi em vẫn đi hát. Ối ối mà hát hả? Dạ. Cái là em diễn ở Vũng Tàu. Anh nói anh ơi em diễn Vũng Tàu về xong á là cũng khuya khuya, anh đi đón em được không? Cái nói được, anh đi đón em. Cái nói vậy là xe của đoàn sẽ thả em ở chỗ Cách Mạng Tháng 8 đó nha, anh nhớ đón em nha. Ok. Thế đầu 1 giờ rưỡi em điện, vẫn nghe máy nói ừ anh chờ em nè, anh có đi nhậu với anh bạn, anh ngồi đây sẵn chờ luôn đó. Chắc không, anh nhậu làm sao mà anh đi đón em được. Nó chắc anh đón em được, anh cố ý là ngồi ngoài này là để sẵn đi đón em luôn. Xe về tới đây 3 giờ em điện không nghe máy, không một hồi âm. Mà lúc đó trên xe mọi người hỏi cái đưa về không, mới có chồng em đó. Dạ tự tin. Rồi thảm lắm chị. Xe dừng một cái em bước xuống, xách vali của màu thè lè đi xuống. Rồi ai trên xe cũng nhìn em là giống như là tội, thiệt là tội vậy đó. Mọi người nhìn em mà em dám nhìn mọi người, dạ thấy hoàn cảnh lắm, giống như là mẹ đơn thân hoặc là bị cha bồ bỏ hay gì đó, đi xách vali kiểu này đi. Rồi cái đứng bắt taxi đi về, bực rồi, bực thật sự. Lúc chị đó là bực thật, dạ, sự. Dạ bực, tại vì gọi hoài không nghe máy. Cái em đi về tới nhà chị biết không, quê ở chung cư sao cũng cấp hàng mấy luôn. Nhưng mà may là em ở tầng 1, đang còn thuê chung cư ở. Thế là em khẽ nề em bán vali đi, lên. Dạ lên. Thì thấy đèn còn sáng, đi về nhà rồi. Mà không đi đón mình. Em gọi điện, thuê bác quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Máy hết pin. Ác nghiệt cái chị ơi, vô nhà thì thôi đi, còn móc cái khóa trong nữa. Con nhỏ chai chìa khóa, con nhỏ không vô được. Trời ơi, em đứng luôn. Em đứng ở ngoài 20 phút. Em đứng em suy nghĩ, bây giờ là một cú đập cửa cuối cùng, tạm đập ngoài không được luôn. Nếu như mà không mở cửa em đi ra ngoài, em sẽ thuê khách sạn em ở. Đúng. Và em tắt máy luôn một lần cho sợ. Thì em đập cửa, đập thiệt mạnh. Thì em về, nó nghe tiếng mở cửa đi ra, một bóng dáng đi chừng nọ chỉ chân kia. Đã là lãng vô xong, phải luôn, lên trên giường nằm tiếp. Tức giấy sợ lắm, tức lắm, em ngủ không được luôn á. Sáng 9 giờ chàng nãy dậy, mở mắt ra, nhìn qua, sao biết nhìn đồng hồ xong chết rồi đấy, chết hồi nào tôi còn sống nhân răng nằm cái ông đây, chết hồi nào mà chết. chết rồi. Cái em nói thiệt với anh á, em mà chơi ác là em đi luôn nguyên đêm qua, em hả tắt điện thoại luôn cho anh biết. Anh như vậy là không được, tức lắm, cái xin lỗi quá trời luôn. Tức em nói kia nói em sẽ mét mẹ, nói em mét má chồng thì em sẽ mét má chồng, tại vì mấy lần trước bao che không mét rồi, chị này sẽ mét. Em mét má chồng, má chồng em nói con nói sao giờ, thằng Hoàng nó làm gì biết đâu. Thế là em không mét luôn. Em nói câu đó em không mét luôn, tại vì ông nhậu ông giấu chị ơi, một sự dối trá. Tại chồng em nhậu rất ngoan, má đã bị qua mặt mà má không hề biết. Cái xong má chồng em nói câu đó em không bao giờ em mét được hết, tự việc nhà mình giải quyết. Xong rồi đó, thì cũng có một vài vụ vậy thôi, rồi đến quá trình trời ơi một vài vụ vậy thôi. Không, nó đủ lắm rồi. Nó rất đủ luôn. Thật sự ra em kể lại thì em kể rất là vui vẻ. Dạ. Nhưng mà chị cảm nhận được lúc đó chắc là giận, rất là buồn, khó chịu luôn á. Dạ. Nhưng mà giờ đổi nết chưa? Đổi chị, bây giờ thì mà nói chung là ảnh với con em là ơn trời, khi được làm cha thì người ta cũng lớn lên rất nhiều. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi. Rồi bây giờ tới cái lúc đi đẻ sao nè? Cái đoạn này tôi lo lắm á. À, trước đẻ thì bác sĩ có nói là chu vi đầu con em á là hơn 100 mm á, cái chu vi vòng đầu quá to. Có nghĩa là có thể sẽ phải mổ. Thì em có về em nói với mẹ ruột. Mẹ nó không nha, đẻ thường nha. Tao đây là tao đẻ đứa nào, 5 đứa nào tao cũng đẻ thường hết. Tụi bay đứa nào giờ cũng đẻ mổ hết. Đẻ thường cho tốt. Thì em cũng tính trong bụng đẻ thường cho tốt con. Thế là em cũng nói bác sĩ ơi, má em dặn đẻ thường, em không đẻ mổ đâu. Cái đến bác sĩ dự sinh em ngày đó, và đúng ngày đó em có dấu hiệu sinh luôn. Thì em đi vô bệnh viện thì nói chung là đau cơn gò đủ thứ hết. Rồi bác sĩ mới kêu em tập rặn.
dạy em tập rặn rồi tiêm giảm tê cho em, giảm đau, vì đau quá em thì chịu không nổi. Lúc đó cũng thương ông xã, ông thấy em khóc là ảnh đứng ngay nắm tay em mà nước mắt ảnh rớt này nè. Ông cũng tình cảm lắm, chỉ có điều hơi vô tư thôi. Dạ, ông thấy em khóc là ảnh khóc theo. Rồi cái bắt đầu bác sĩ kêu rặn đi, đã đủ rồi đó, rặn rặn đi. Thì bác sĩ nó ráng lên, sao thấy cái đầu, sao thấy cái đầu rồi em ơi. Bác sĩ, tóc nhiều không bác sĩ. Má em dạo là đẻ con phải tóc nhiều. Ủa má tự nhiên không hiểu sao lúc đó là những cái lời đang rặn mà em lại nhớ lời má em dạ. Bác sĩ tóc nhiều không? Cái chị y tá chị mới nói, trời ơi, nó rặn đi. Sao nó hỏi tóc nhiều nữa em? Là rặn hoài không có được mà cứ ám ảnh trong đầu cái câu nói của má em. Xong bác sĩ nói không được rồi, đẩy vô mổ thôi. Lúc này bắt đầu em rung, bắt đầu chích mũi thuốc tê vô. Em không biết cơ địa em nhiễm thuốc tê. Thì khi chích thuốc tê vô là em cảm thấy rất là mệt tim và em không thấy một cái gì nữa hết. Nói chung giống như em ngất đi luôn vậy đó. Thì lúc đó em nói bác sĩ ơi sao em không thở nổi nữa. Giống như em mê luôn á. Thì bác sĩ mới chụp cái oxy vô cho em này nè, rồi em mê luôn. Mà trong đó trước khi đó em còn nói thôi, có khi nào mình chết trên bàn mổ không, còn nghĩ đến những cái tình huống đó. Và nói thôi vậy thì cứu con không cứu mẹ cũng được, mình cứ nguyện trong lòng vậy đó, cho con mình ra được bình an. Cũng may sao thì ra con ra bình an. Em không biết quá trình mổ như thế nào, không biết đặt bụng như thế nào, không biết một cái khâu gì luôn á. Thì em nghe ai khều khều tắt 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 cái mặt em về nè, nè em ơi em bé ra đời rồi nè, bé trai tay chân đầy đủ nha. Thì không có mở mắt được mà nghe thấy loáng thoáng hình em bé thôi, không có kịp nhìn mặt luôn, nhưng mà vẫn kịp hỏi bác sĩ ơi tóc nhiều không. Ủa mà bà ngoại vui quá, nếu đẻ con tóc nhiều thật ra tụi con đâu có quyết định được mấy cái chuyện này. Đúng rồi, em không hiểu mà em cũng không hiểu sao lúc đó là bà đi cam kết với bà ngoại, còn bà đi hỏi bác sĩ. Nó có nghe quá má, nghe lời má cực kỳ. Má em mới vui chị, đến khi mà hả em để mổ ra xong, mấy ngày sau mẹ em nói, ôi biết vậy, mổ luôn cho rồi đẻ thường cho mất thời gian. Má em dính cô, má em cũng dính cô. Cũng mẹ kêu con, đẻ thường rồi, giờ mẹ nói vậy. Lúc mà em đẻ xong thì vô phòng hồi sức thì trời ơi lạnh quá trời lạnh. Hồi sau thì cơ thể nó dần dần ổn định thì em bắt đầu nhìn đồng hồ, nôn gặp con quá. Bây giờ trong phòng hồi sức đó với em giọng coi như là cả thế kỷ luôn vậy đó. Em mới hỏi chị y tá là chị ơi bây giờ em phải nằm trong đây bao lâu. Chị nói là phải 3 tiếng đồng hồ mới được ra. Cái trời ơi 3 tiếng đó với em quá lâu chị ơi. Bây giờ có cách nào chị? Sao ta? Em nói chị cho em mượn điện thoại đi. Em gọi cho chồng em hỏi là em muốn biết là hình dạng con em sao. Tại nãy kêu nhìn không nhìn, không có mệt quá không nhìn, lo vụ tóc không. Khoan vậy bây giờ cho chị xác định lại là con tóc có nhiều không? Dạ nhiều, tóc đó nhiều. Là vậy đi, cho nãy giờ cho tôi yên tâm. Dạ quý vị cứ yên tâm, tóc nhiều, tóc nhiều. Thì em mới gọi ông xã, hỏi anh ơi, sao anh? Con sao rồi anh thấy con đẹp hôm này kia, con mình sao? Không biết nữa em ơi, nó kỳ kỳ sao á. Rồi, ông trả lời xong ông nói, mà em ơi, cái miệng nó bự quá em ơi, nó bự lắm luôn em. Nói xong em tụt mút luôn chị, em coi như là còn gần 3 tiếng hồn mà em nói chết rồi. Nghe nói năm đầu mình xem mấy cái bé đẹp đụng đẹp con đẹp mà mình xem mình đẹp không mà sao kỳ vậy ta. Đến lúc mà đẩy ra thì con em cũng được đẩy ra cùng một lúc, hai mẹ con đẩy song song. Thì em rứng cái người lên em nhìn vẫn thấy cái mũi không à. Bây giờ thì lớn thì nó mũi không cao bằng hồi lúc mới đẻ, nhưng mà em thấy trời ơi ngon lành bay, mũi cao đẹp trai, em thấy được quá trời. Vô là tội, con như cái dồn nén luôn, như là mình vô yên tâm mình tức con chồng nữa. Vô con nói anh cảm thụ trong kiểu gì vậy? Nói cái chỗ em vô em bế nói, anh ơi con mình về sao mà anh nói nãy giờ là em nghĩ là em đẻ con xấu lắm luôn á, thế này thế kia. Mà hả trời, nước mắt em đó đầu nó rớt quá trời. Tức hay là cảm động? Hạnh phúc chị. Lúc mà con bác sĩ đưa cho mà ẩm trên tay một cái là xong rồi, tự nhiên em không ai nói em, tự em nói mẹ đây mẹ của con đây, là nước mắt tự động rớt xuống quá trời rớt, giống như là lần đầu tiên được nói tiếng mẹ, lần đầu tiên được bé, mà nói chung là rất là hạnh phúc luôn. Tới bây giờ mà bạn vẫn còn rất là xúc động về cái cảm xúc đó. Khi xuất viện về nhà thì trời ơi ảnh rất là chơi đẹp luôn. Ngày đầu tiên đi về nhà là ảnh cho em ngủ thẳng cẳng luôn á, êm ái lắm, tới nỗi mà sáng á, ngày đầu tiên về nhà xong ngủ một đêm thì sáng dậy em nghe tiếng con nít khóc. Em nghe trời ơi con ai vậy, sao không dỗ để nó nằm nó khóc hoài vậy. Em quên em đẻ rồi. Lúc có bầu thì mình có bầu đẻ ra rồi quên là mình dạ. Đã đẻ. Em mở mắt ra em đang ngủ ngon á, tại mấy ngày bệnh viện em ngủ không có ngon. Kiểu như giống như em luôn chậm một nhịp so với những gì xảy ra nhớ. Thế xong rồi em mới nói trời ơi sao con ai không dỗ đi để nó nằm nó khóc hoài vậy. Cái em mới chở người bên này thì em bị đau vết mổ. Em đau mà em giật mình mình đẻ rồi đây là con mình mà. Mấy em bật dậy em dỗ, em mới nhớ ra là mình đẻ rồi. Nhưng mà được có ngày đầu tiên nó cho em ngủ thôi. Bắt đầu
triền miên gần 1 năm trời, khóc dạ đề. Gần 1 năm? Khóc dạ đề mà 1 năm lận hả? Ôi trời ơi, nhà em phải gọi là đông tây y kết hợp cúng bái, tất cả các biện pháp luôn. Đông tây y kết hợp cúng bái. Làm đủ mọi cách. Gọi là thập bát ban võ nghệ. Mà chị biết không, lúc đó là không có giúp việc nữa. Vừa đau vết mổ mà vừa bế con thế này. Bế trên tay cũng khóc, mà đặt xuống cũng khóc, bồng đi cầu thang nữa đung đưa cũng khóc, kiểu gì cũng khóc. Mà ban đầu ấy là khóc từ 17 giờ buổi chiều 5 giờ cho đến khoảng 12, 1 giờ đêm. Rồi bắt đầu ngủ ngủ được 3-4 tiếng bắt đầu khóc tiếp. Còn sau bắt đầu đổi tăng lên 2 tiếng là từ 19 giờ tối, 7 giờ tối đến 4 giờ sáng. Sau đó là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ sáng luôn. Có nghĩa là cứ từng dạ 2 giờ mà từ đó là cái nết là từ 9 giờ sáng. Chị biết khi màn đêm buông xuống là cả gia đình em căng người như thế này, sợ lắm. Có nghĩa là tối nay nó không nữa rồi. Có nghĩa là hàng xóm không ai ngủ được luôn chị. Đến sau này anh hết khóc, cái hàng xóm bị quen. Hàng xóm uống sao giọng này. Không nghe tiếng khóc nữa. Cho tới một ngày nọ em phát hiện một bí kíp, em nghe nói là con nít nó có thể nó thích tiếng ồn. Em thử cái máy sấy tóc chị thì ảnh đang em bật máy sấy tóc lên ngủ chị, nhưng mà tắt máy sấy là thức. Và em phải ê, mua con em ngủ hả chị, không có nhạc Beethoven vợ đang không trường không chị, mà chắc tại em đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên nó khóc. Khi mà tắt máy sấy thì mà càng ồn thì càng ngủ. Em mua cái loại mà có 2 cái công tắc riêng, một cái là làm lạnh, một cái thì làm mát thôi, một cái làm nóng. Và từ đó chỉ đến 1 năm thì là cháy 3 cái. Chị cũng đang tính hỏi đó, chị đang tính hỏi là hư bao nhiêu cái máy sấy tóc. 3 cái, đến nỗi là em nói chết rồi anh ơi, em thì là ca sĩ đi hát, anh thì là phối nhạc, mà nó nghe máy sấy kiểu này chắc nó căm thù âm nhạc thiệt rồi, nó không có cảm thù âm nhạc, nó chắc muốn hát đốt nào nó cứ ngăn e vậy luôn á. Thì đến đâu chừng 1 tuổi đúng thôi nôi luôn, sáng đó em nói anh ơi thôi dẹp đi bỏ luôn, không có máy sấy máy xiết gì nữa hết. Thì tự hồi bật cái máy sấy nó cháy luôn rồi, coi như nó biết bổn phận của nó đến đây hết nhiệm kỳ rồi, sinh hoạt tồn tại của nó tới đó thôi. Đây là coi như hôm đó là em cai luôn. Cai luôn. Ôi, em nhớ là em 10 ngày đầu em xuống 11 kg là lúc mà đẻ xong đó. Còn chồng em cũng xuống đau 4-5 kg là vì stress con đó. Thật sự là em không có nghĩ em kiên nhẫn như vậy, nhưng có lẽ là trong cái quá trình con mình nó khó như vậy thì đến cái giai đoạn này mình lại có cái quá trình kiên nhẫn hơn. Chẳng hạn như bây giờ em lại kiên nhẫn dạy con em học. Mà giống như bạn bè em biết cái tính của em rồi, nó không bao giờ là nghĩ là em có thể ngồi đó dạy con em học, kiên nhẫn kiên trì với con mình. Thì mày quên là chắc là tôi có 1 năm. Dạ, nó một tôi năm luyện. Tôi luyện. Dạ, nó rèn chị thì chị chỉ lo là trong thời gian đó em stress đó, không phải là vì tiếng con em khóc mà vì tiếng máy sấy. Dạ, hai vợ chồng em nghe tiếng máy sấy là cũng bị gì nữa. Ê Lan, 1 năm lận, 1 năm con khóc dạ đề. Một năm con khóc dạ đề, thế thì chuyện ấy mình phải như thế nào? Rồi công nhận nha, tôi với bà Lan nhìn nhau là hiểu luôn, xuất sắc quá. Yeah. Một năm đó, người sao? Tại vì thường mấy cặp vợ chồng khác là 3 tháng, yeah, có người 3 tháng 10 ngày nữa. Thì sao? Không, chắc trong những cái chuyện ấy nó có kèm tiếng máy sấy. Công nhận ha, một bối cảnh hết sức. Dạ, yeah. Tình cảm thì tụi em vẫn rất là yêu thương nhau. Nhưng mà nói chung về việc thương hoài thì thật sự đó cũng chưa có vấn đề. Đúng rồi, em đẻ con xong, em chăm con thì tụi em có nhiều mâu thuẫn lắm. Cực kỳ luôn. Bởi vì chồng em thì khá là vụn về, nói chung là cuộc đời anh chỉ biết có âm nhạc thôi. Việc nhà, việc cửa, mọi thứ đó ảnh như tờ giấy trắng, anh không biết cái gì hết. Chứ chưa trải. Dạ, đến nỗi mà em đang ngồi vú bé con dỗ trên tay. Anh ơi em pha sữa cho con, lấy đem cái bình sữa. Là đúng cái bình thôi, không có cái ti, không có cái gì hết luôn á. Đúng bằng đường dạ, nào? Thì em mới hỏi, ủa anh đưa vậy thì sao? Anh nói, thì em kêu lấy cái bình sữa. Cái này chỉ là cái thân bình thôi, bình sữa là phải đầy đủ đó, phải giải thích như vậy đó. Đúng. Nói chung là em có 2 đứa con không? Em có 2 đứa con không? Ừ thôi em nghĩ vậy để cho nó vui. Dạ em phải chỉ anh từng chút. Cảm ơn anh, bởi vì trong thời gian qua đã chia sẻ với em, nhất là trong những giai đoạn mấy năm trở lại đây, đã là một người, không chỉ là một người ba mà là một người bạn với con. Có thể giai đoạn khi em mang bầu hoặc là mới sinh nên còn những cái thiếu sót, nhưng đối với em bây giờ thì với con là em không có điểm gì để chê cả. Em vẫn nghĩ đó là một cái quyết định rất là sáng suốt trong cuộc đời của mình. Em hạnh phúc lắm khi mà có con, giúp cho em là người lớn trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trong cái cuộc sống của mình. Thì tất nhiên là nhắn nhủ với những ai vừa lập gia đình và muốn có baby thì nhưng chỉ nghĩ thế này thôi. Thật ra thì mỗi người chúng ta, mình sinh ra mình có một cái kiếp người, mình sẽ phải sống cái phần đời của mình. Thì dĩ nhiên nếu như các bạn chưa sẵn sàng làm mẹ, các bạn hãy sống cho cái tuổi xuân, cái hoài bão của mình. Tại vì khi chúng ta bước vô vai trò làm mẹ, chúng ta sẽ biết hy sinh rất rất là nhiều. Và một khi chúng ta đã làm mẹ thì chúng ta phải biết 2 chữ trách nhiệm, nó quan trọng. Quan trọng lắm, quan trọng đến khi chúng ta rời khỏi thế gian này, chúng ta vẫn chưa an yên đối với đứa con của mình.
Bình Chánh khúc nào em? Dạ em ở Bình Chánh, ở thị trấn Tân Túc ạ. Là mình làm cô giáo mà mình sinh năm chín mấy vậy bé? Không, em sinh năm 88. Ờ, sinh năm 88 hả? Dạ. Rồi ok. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em á, em là một đứa vui vẻ, tự tin, tự lập, chủ động và chân thành. Trang ơi. Rồi điểm yếu là cái gì? Em dễ buồn á, dễ buồn hoặc là nhạy cảm. Thì em cảm xúc của em dễ bị ảnh hưởng bởi người khác á. Rồi, em được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Dạ em được chắc tầm 2 cho tới 3. Lý do chia tay là đơn giản là vì em có lẽ lúc đó còn trẻ chị, cũng chưa hiểu biết gì nhiều nên thành ra nhiều khi mâu thuẫn đó, rồi cái im lặng kéo dài rồi mình chia tay. Khi có những cái không phù hợp nữa. Rồi, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đang đi làm đúng không? Dạ phải ạ. Rồi, thôi cố gắng nói nhanh làm chị xíu ha. Dạ. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích cao từ 1m7 trở lên, hoặc 1m68 cũng được. Còn công việc thì em thích một người mà điềm đạm, trưởng thành, có công việc và thu nhập ổn định, không có lông bông, cái kiểu như mình trưởng thành tí xíu, chững chạc, điềm đạm. Rồi anh nói ly hôn được không em? Dạ được, không sao ạ. Rồi, dễ quá ha. Gia đình em đồng ý không? Em chưa nói gia đình chị. Trời ơi. Dù như em thì nếu mà có ly hôn cũng được không sao, nhưng mà quan trọng là cái người đàn ông có tính cách như thế nào. Em quan trọng về cái tính cách và cái đạo đức nhiều hơn. Rồi, ok. Điểm em không thích ở người đàn ông là gì? Sự không tự lập và không có trách nhiệm. Rồi, ok. Chị hỏi, chị xin lỗi nay, nhưng mà cái này tại chị nhìn không rõ, nhưng mà răng em là có vấn đề gì không? Dạ có ạ. À, đâu có gì đâu. Ừ. Anh là bình thường hả? Có bị gì không? Dạ không, răng này như thế này ạ. Ok, đủ răng đúng không? Dạ. Em có ca hát gì được không? Dạ có ca hát được, nhưng mà từ khi em dạy mầm non giọng em yếu hẳn ra nên em không có ca nổi. Trời ơi, vô la hét tụi nó lắm hay sao mà yếu hẳn ra? Dạ không, không có la hét, nhưng mà do mình làm nhiều chị, số lượng bé nhiều, mình nói la hét cũng là một phần số lượng bé đông á, rồi công việc á, nên thành okay. ra sử dụng giọng nói rất là nhiều á. Rồi ok em. Rồi nếu mà được chọn thì chắc chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha, rồi trao đổi thêm nha. Rồi cảm ơn em. Em chào chị ạ. Ok, mình nhìn thẳng vô camera điện thoại ha, tại vì chương trình có quay lại cái đoạn clip ngắn của mình á. Rồi mình đầu tiên giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi. Rồi, mình tên là Bùi Thị Minh Thư, mình quê mình ở Hải Phòng. Mình sinh năm 1980, hiện tại là mình đang làm phụ quán ở dưới đây Tân Bình. À, là làm ở trong Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi, mình làm trong Sài Gòn, mà trước kia là trước khi vô khoảng chừng 2-3 bữa là mình hiện cũng có nhà ở quận 7. Dạ rồi. Nhà quận 7 là mình ở với ai? À, ở quận 7 là mình thuê trọ ở một mình thôi à. Thuê trọ quận 7, rồi mình làm vào đây làm phụ quán là cụ thể là quán gì? Dạ quán nhậu và quán ốc à. Dạ. Bây giờ là đi chuyển xuống đây, là xuống Tân Bình này là làm, chuyển xuống đây làm luôn. Mới xuống là cứ một tuần nào. Ý là chị từ Hải Phòng vô Sài Gòn lâu chưa? Trước kia thì từ 2003 tới 2009 thì có ở rồi. Và sau đó thì cũng gãy cánh một lần, rồi đi lấy chồng ở bên Hàn đó. Lấy chồng bên Hàn thì rồi cũng mới ly hôn cách đây khoảng chừng 6-7 tháng nay à.
Và bây giờ hiện tại mình đã về về Việt Nam ở hẳn, ở hẳn, mà hiện tại bây giờ là đang ở Sài Gòn, ở Tân, ở dưới đây nên phụ quán này là ở có chừng khoảng 2-3 tháng nay à. Vào Sài Gòn là 2-3 tháng. Là chị đã từng có con gì chưa? Chưa có gia đình, chưa có con. Rồi vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân lấy chồng Hàn của chị đi, là qua mai mối hay như thế nào, sao mà ly hôn? Đúng rồi, qua mai mối đó. Ngày đó là cũng theo ước nguyện của mẹ, mẹ thì cũng bệnh nhá. Rồi chị cứ chia sẻ đi. Mẹ cũng có bệnh thì mẹ cũng qua mai mối, thì cũng không, hai bên thì cũng gọi là qua mai mối thôi chứ không có thương yêu gì hết á. Mà qua bên đó thì cũng do một lần như kiểu ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mình thì cũng cố vì cuộc sống, vì ba mẹ thôi. Thì về bên đó cũng không có hạnh phúc cho lắm. Tới hồi biết đường về, biết đường đi rồi á, thì mình bây giờ mình kiểu theo là không có hợp á. Thế mình bây giờ mình về đây luôn, là không có con cái gì hết á. Mà qua đó người ta không có yêu thương mình hả? Dạ không, mới đầu thì hứa hẹn đủ điều. Rồi mà sau đó qua bên đó là nó không có thương yêu mình hết á. Mình cũng cố gắng để mình bươn trải cuộc sống, thì bây giờ không còn ai, không còn ba mẹ gì hết, thì mình cũng tự bươn trải thôi. Nhưng mà thấy cuộc sống nó quá khó khăn với mình. Nhưng mà ly hôn vậy là đã giấy tờ này kia đủ hết chưa? Nó như kiểu bên nhà trai đó là họ ly hôn bên như kiểu tự ly hôn thôi chứ không có giấy tờ gì hết. Là qua đó là chồng mình làm gì bên đó? Qua bên đó là chồng mình làm bên làm bảo vệ trường học, trường tiểu học á. Bất đồng ngôn ngữ mà chuyện vợ chồng mình có hòa hợp với nhau không? Mới đầu thì anh ấy cũng thương yêu. Nhưng mà không có hòa hợp. Với lại cái điểm đó cũng là cái điểm chính đó đúng không? Không hòa hợp á. Dạ đúng rồi. Rồi là tự ly hôn xong là tự mình về Việt Nam luôn. Dạ tự mình về. Khi về thì mẹ có nói như thế nào không? Cái ngày về thì cũng cái thời gian mà chuẩn bị đi Hàn đó là mẹ mình mất xong cách đây cũng mười mấy năm, mà từ 2009 tới giờ. Trời ơi, lâu vậy luôn hả? Mà nhắc lại thấy chị vẫn còn xúc động quá nè. Là tính ra là chị đi Hàn 2009 hả? 2009 tới 2022 mới về đây. Ủa gì chị ở bên Hàn cũng lâu dữ vậy hả? Cũng lâu mà, nhưng mà kiểu mình cũng chưa có mười mấy năm. 13 năm. 13 năm mới về lại Việt Nam, tự túc đi chi phí. Vậy thời gian ở bên Hàn mà chị làm gì để có tiền? Bên đó mình cũng lắp ráp điện thoại rồi làm đủ công việc hết đó. Thế là về Việt Nam có được dư tiền không? Thì cái công việc cuối của mình trước khi về là mình có làm phụ quán bên đó mình mới về. Về có mang được số tiền nào về không? Mười mấy năm dành dụm được không? Mười mấy năm vậy chứ còn mình làm thời gian thì cũng không có bao nhiêu, nên là cũng không có dư giả cho lắm. Cũng gọi là đủ ăn qua ngày thôi, tại ở vậy chứ cũng đâu có được đi Nam đâu, ở nhà mà. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Một người biết yêu thương, chia sẻ công việc hàng ngày với cả đùm bọc lẫn nhau chứ đừng có chi ni quá, cũng sợ cái cuộc sống trước đây. Lý do vì sao chị lại quyết định vào Sài Gòn mà không về quê của mình? Quyết định vậy là vì bây giờ ba mẹ thì không còn, giờ chỉ còn họ hàng thôi, bây giờ mình cũng phải tự bươn trải thôi chứ. Là nhà mình không còn anh chị em gì hết hả? Anh chị em bây giờ là chỉ còn đứa em sinh năm 96 ở cùng cha khác mẹ. Rồi ok, chị còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu một nói về cái này thì chắc mình cũng hơi ngại chút xíu, nói về là mình có không có biết nấu ăn cho lắm mà không muốn làm dâu. Là bị sợ làm dâu bên Hàn á hả hay sao? Từng làm dâu một lần đấy nên là mình có thể vẫn còn cái ác cảm á. Cái đó tùy người thôi.
nếu mà có người phù hợp thì mình cứ thử xem sao. Rồi ok, nhưng mà cái phần gọi là nếu mà mình được chọn đó, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với mình ha, và có người phù hợp với chương trình sẽ thông báo sớm cho mình nha. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn chị ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi chị. À, chị xin tự giới thiệu, chị là Đào Thị Duyên, sinh năm 70, quê quán là Thanh Hóa, cụ thể là ở hiện tại là thị trấn Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa. Chị Nghề ở nghiệp Thanh của chị Hóa. Dạ rồi chị. nghề nghiệp của chị là giáo viên tiểu học. Rồi. Rồi, nếu mà ở Thanh Hóa vậy chị có vào thành phố Hồ Chí Minh ghi hình được không? Được. À, rồi ok, bây giờ chị nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Điểm mạnh của chị là tự tin, sống tình cảm mà hay quan tâm đến mọi người trong gia đình, quan tâm đến mọi người, là một người phụ nữ của gia đình, thích sạch sẽ gọn gàng và sở thích là thể dục thể thao và thích đi du lịch. Đấy là cái điểm mạnh của chị. Điểm yếu của chị là hay quên, dễ tin người và đôi khi là thật thà thẳng thắn quá thì cũng là vừa là ưu điểm nhưng cũng là vừa là nhược điểm. Đấy là cái chị giới thiệu với chị. Trước đây là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị lập gia đình một lần từ năm 96 thì năm 95 chứ, được hơn một năm thì chị cũng có em bé nhưng sau nó bị hỏng thì bác sĩ làm hỏng đi rồi chữa mãi chẳng được. Thì chị ở vợ chồng ở với nhau được hơn 22 năm. Thì anh ấy muốn có tương lai thì chị mới chia tay. Đấy. Đấy. Là chị chưa có con gì luôn. Chưa có con thì bây giờ đến cái tuổi này thì chị cũng chia tay được hơn 6 năm rồi nhưng mà bây giờ là ở một mình thấy nó cũng buồn buồn mà về sau này mình về hưu đó là có một mình rồi là nghĩ là tuổi già nó cũng buồn nên là cũng muốn tìm một người bạn để mình tuổi già cho nó khỏi cô đơn. Trước đây chị cũng có nuôi cháu nhưng mà cháu bây giờ nó học đại học xong nó lấy vợ nó lại cũng ở Hà Nội rồi nó cũng không có ở nhà với mình. Đấy. Là trong 22 năm là cũng cố gắng để có con mà không có được hả chị? Đúng rồi cũng cố gắng nhưng mà rồi lúc đó rồi điều kiện kinh tế rồi đủ mọi vấn đề khoa học nó cũng chưa hiện đại lắm đấy em cũng chữa mãi mà không được. Đấy. Rồi Mà tới giờ là chồng chị đã có người khác chưa? chồng thì khi mà vợ chồng đang ở với nhau thì lúc chung cũng ở rất hạnh phúc nhưng mà sau thì nhà chồng đấy lại chả hiểu làm sao lại chị đi dạy ở nhà rồi lại trốn đi dẫn anh đi là cái kiểu mang chầu cau đi lại cho một người khác với một người khác sau chị mới quyết định chị chia tay đấy thì anh đã là sau một tháng là anh cưới vợ luôn. Ok, rồi bây giờ chị mong muốn tìm một cái hình mẫu như thế nào ha? Chị thì cũng muốn tìm một hình mẫu một người bạn đời là tuổi đời hơn chị khoảng từ 2 đến 6 tuổi. Hình đấy còn hình thức thì cũng ưa nhìn chút là được Quê quán, vùng miền với công việc thì sao chị? còn về quê quán thì ở đâu cũng được chị không quan trọng nhưng mà nếu mà được gần thì càng tốt đấy còn nghề nghiệp thì chị cũng muốn người có công việc ổn định nghề nghiệp hoặc công việc ổn định mà cũng có nhà cửa ổn định nếu mà người làm việc nhà nước thì càng tốt đấy. Rồi chị có ví dụ lấy chồng chị có theo chồng được không? Có chị quan trọng là tình yêu đủ lớn ở đâu chị cũng ở được về chị có mình chị đi đâu chị cũng ở được mà chị rất dễ thích nghi dễ hòa với mọi người nên là sống ở bất kỳ đâu chị cũng sống được Chị có rồi thường vào Sài Gòn không? chị thì chị hay đi du lịch vừa rồi mới đi du lịch Phú Quốc Cần Thơ về đấy còn Sài Gòn thì cũng đi du lịch thôi chứ còn vì trong đó không có anh em không có người trong đây nhà trong đấy nên là chị thích đi chơi đi du lịch cứ hè là chị hay đi. Rồi rồi, ok, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Còn nếu mà mình được chọn vào vòng 2 cũng như là có cái người phù hợp đó, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết ha. Chị cảm ơn chương trình. Dạ rồi, em chào. Của chương trình thôi chị, cho nên là bọn em cũng xin phép là tụi em sẽ tắt cái cam cho cái đường truyền nó được tốt hơn á. Còn chị tham gia chương trình thì bên em sẽ có quay một cái đoạn clip phỏng vấn chị á.
Cho nên là khi mình chia sẻ thì mình nói chuyện tươi vui, rồi chia sẻ chân thành giùm em nhé. Dạ, với lại ngồi thẳng lưng lên. Ừ. Rồi ok chị, bây giờ đầu tiên giới thiệu họ tên rồi công việc tuổi tác quê quán của mình giùm em nha chị. Chị là Dương Thị Ngọc Nguyệt, tuổi 47, quê ở Đà Nẵng. Công việc chị là gì ạ? Chị làm tự do, làm tự do là chị cụ thể về cái công việc giùm em với ạ. Chị làm mấy mảng bất động sản cộng vé máy bay. Rồi hồi trước chị có làm nghề gì khác không? Cũng kinh doanh hết chuyên môn. Ừ. Mình tự kinh rồi, doanh chị hết nói... rồi. Dạ rồi, chị nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của chị giùm em ạ. Điểm mạnh của mình là cá tính mạnh mẽ, thích mạnh mẽ. Thế em là thích đi du lịch, thích những cái hội họp hòa đồng với mọi người, muốn giao lưu tất cả mọi người. Còn điểm yếu của mình thì hay có cái là rụt rè một cái kiểu là nó hơi mạnh mẽ mà thành ra là nó hơi làm cho có nhiều người họ cũng không có thích cái quá mạnh mẽ như vậy. Mình cảm thấy là như chị trước giờ mình đã kết hôn chưa? Kết hôn rồi, mình có hai con rồi. Dạ, rồi chị nói về cái hôn nhân đó giùm em đi. Tại sao mình ly hôn ạ? Hồi đó mình là nhút nhát lắm. Khi mình ở nhà cứ lo đi làm, lo cho chồng con, lo gia đình, không biết uống cà phê. Em cứ đi làm xong về nhà lo cho con cái cái đó. Xong rồi là chồng đi ra ngoài, gặp đi học, gặp nhiều bạn bè rồi bù bịch này kia, cái mình thích. Là ở được bao lâu chị, rồi hai đứa con chia tay thì ai ai nuôi? Hồi lúc đó là chị nuôi, con nhỏ là hai đứa chị nuôi hết. Bây giờ con bao nhiêu tuổi lớn rồi? Con chị 21 rồi, đứa đầu 21, đứa nhỏ là 16. Chị ở với chị hết hả? Hiện tại thì nó đi về, ba nó đi đi về về thế đó. Ba nó ở gần đó hay sao chị? Cũng gần khác quận thôi. Rồi, chị bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào? Chị muốn tìm một người như thế nào chị? Chị muốn tìm một người cũng rất là có cái tình cảm, là chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Thì mình cũng lớn rồi, mình cũng muốn nó có một cái gia đình nó trọn vẹn tí, quan tâm và hiểu biết đấy, cũng là một người của xã hội. Rồi quê quán của người đó, rồi tuổi tác người đó thì như thế nào ạ? Chị không quan trọng là quê quán, chủ yếu là họ hợp với mình thôi, trong cái cung cách ăn nói hay là trong cuộc sống như vậy. Còn tuổi thì có thể tự túc là được. Rồi điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Bài bạc, rượu chè. Nói chung là có thể là mình mê. Ví dụ trong cái giao tiếp, trong cái quan hệ, trong công việc thì có thể là mình tiếp khách hay là như thế nào đó,
thì có thể được, nhưng mà không có phải giống như uống rượu là uống uống mà để say bét nhà rồi về la vợ con này kia là mình không thích cái đó. Như vậy đó. Dạ rồi, mình đi theo chồng được không? Mình đang ở Đà Nẵng nè, thì cái khu vực được không chị? Được, mình có thể muốn mà hợp với nhau thì mình không có quan trọng là cái tỉnh thành nào cả, nhưng mà nếu là có duyên gặp và hợp tính tình. Nhưng mà mình thích Rồi. vào miền trong hơn là miền ngoài. Dạ rồi, ok chị. Rồi nếu được chọn thì bên chương trình em liên lạc lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn Rồi, chương em cảm ơn. trình nha. Rồi, cảm ơn. À, được được nghe rõ. Rồi, xin chào chị. Chào chị. Đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò để coi là các bạn nói chuyện như thế nào á. Thì bây giờ mời bạn giới thiệu sơ về cái thông tin của mình, về họ tên, tên tuổi quê quán, nghề nghiệp của mình đi. Dạ, em tên Quỳnh Thị Hồng Vân, sinh năm 2001. Hiện tại thì em đang sống ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là vừa đang học và đi làm. Em làm gì? Dạ, em đi, em đang shop quần áo á chị, em phụ shop quần áo của bà chị á. Đi thì bình hiện tại thu nhập của em bây giờ là bao nhiêu? Dạ, khoảng 9 triệu rưỡi một tháng chị. Trời ơi, vậy nhiều rồi đó. Rồi. Mình có to lẻ gì không em? Dạ, em chỉ em đi học biên kịch hay là diễn viên thì thôi, ngoài ra là không có gì. Ý là mình có tài lẻ là mình có ca hát hay gì không á? Dạ không, em hát dở lắm. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm yếu của em á là em thì thức khuya, dậy trễ. Còn điểm mạnh của em á là thường thì nó tự nhiên giờ chị nói cái tự nhiên cái em cũng không quên, kiểu như quên ngang á chị. Điểm mạnh của mình ví dụ như là mình là người hòa đồng nè, vui vẻ nè, ví dụ vậy đó. Thì kiểu như em thì cũng hoạt bát, cũng như hơi chọc ghẹo người ta xíu, mặt chọc ghẹo cứ vui nha chị, chứ không phải chọc ghẹo như tao quạo. Hay chọc ghẹo đúng không? Dạ. Ok rồi, vậy 2021 nè, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa, chưa có quen chị, kiểu như hết là chứ chưa có quen. Chưa có mối tình nào đúng không? Dạ. Rồi sao rồi, ổng mới 21 mà sao mình lại mong muốn lên đây, ví dụ vậy đó. Mình có thể, mình còn trẻ, mình có thể có rất là nhiều mối quan hệ, sao mình không mới tìm hiểu hơn chẳng hạn vậy? Mẹ em hối nhiều quá, kiểu ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, thì mẹ em kiểu như là cũng muốn có cháu á chị. Gì vậy em mới có 21 mà. Thì em kiểu như em hiểu biết chị, nhưng mà mẹ em cũng nay cũng 60 mấy tuổi rồi. Ồ, rồi muốn em lấy chồng để con cho bà, muốn cháu hả? Dạ, dạ đúng rồi. 21 giờ nhiêu ta? 22 tuổi. Đất Dạ. ơi. Rồi em cảm thấy em bị áp lực về vấn đề đó không?
Em nói chung là mới đầu thì cũng có, nhưng mà từ khi mà mẹ em kiểu như là hồi năm rồi á, mẹ em có một cái chuyện là biến cố sức khỏe á, là bắt đầu là em thấy cảm giác em hơi lo sợ. Bà bệnh hả? Mẹ em bị té chị, rồi ba em cũng bị xuất huyết não á, nên là cái lúc mà ba em cũng tỉnh lại là ba em cũng hối em lấy chồng. Khi mà mỗi lần mẹ em biểu em đi học ở thành phố về thì ba em cũng hỏi là có bạn trai chưa, đi dắt về ra mắt. Thì em nói chưa có nha, kiểu như ba em buồn, rồi ba em nói là sẽ như kiếm người chồng ở dưới quê gì bắt em về, nhưng mà kiểu em không chịu. Thì ba em nói là bây giờ là phải kiếm một người bạn trai hay là một người chồng gì đó để cho ba em yên tâm. Ok. Rồi bây giờ cái mà mong muốn bạn trai của em á thì như thế nào? À, như là thông cảm cho em cái việc mà em vừa đi học đi làm, với cũng hiểu cho em về cái việc làm của cái việc học của em á chị. Tại vì em cũng học bên diễn viên á, nhiều khi cũng diễn sân khấu với diễn phim á là cũng tiếp xúc nhiều á, nên là cũng thông cảm cho em, với dành thời gian cho em nhiều hơn xíu. Cũng kiểu như là hoạt bát xíu, đừng có trầm tính đó chị. À, với kiểu như nhậu á, thì nhậu ví dụ như đám tiệc hay là lễ lộc thì nhậu ít thôi, đừng có mà ngàn kiểu như đừng có nhậu nhiều. Làm gì lần này Cô đang làm gì? Rồi nói tiếp em sau đây. À, cái kiểu mẫu mẫu của em là vậy, kiểu như dạng với anh Ghiên Đức Kiệt đâu á chị. Mẫu của em là giống như Ghiên Tuấn Kiệt ha. Dạ. Rồi còn giống ai nữa không? À, chị Trinh, anh Trinh Phạm. Trời ơi, là phải bắt em có bắt buộc là muốn là giống hai người đó luôn không, hay là họ ngoại hình bạn trai chỉ cần là nhìn được là được thôi em? Dạ, chỉ ngoại hình thôi chị. Như tính cách á, thì tính cách hay là gì đó thì cũng con em không có bắt buộc là giống hết, kiểu như cái thần tượng của em như vậy á. Bây giờ em mong muốn bạn trai như thế nào nào, ngoại hình nào, cao nhiêu? À, khoảng 1 m 1 m 7, 1 m 7 hoặc 1 m 1 được rồi. Em cao nhiêu? Em cao 1 m 64 lận. 1m64. Rồi, ví dụ như bạn bạn trai thì nghề nghiệp gì là em cảm thấy ổn? Văn phòng hoặc là bên kinh doanh đó. Bạn ấy ở đâu thì em thấy ổn? Dạ, ở nói chung là em cái chuyện nguyên xa hay bên gần em không quan trọng chị, miễn chỉ như mình hợp nhau, mình thương nhau là dành cho thời gian là được rồi. Ok, tuổi tác thì chắc lớn hơn em mà đúng không Dạ. ha? Ok, rồi. Đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà em được lựa chọn vào chương trình đó, sẽ có một người làm việc với em sâu hơn ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.